báo cáo gọi là báo cáo những ngành nghề của tương lai, thì các anh chị biết là thực ra là trong vòng khoảng 5 đến 10 năm nữa nhỉ, thì thế giới này nó sẽ thay đổi rất nhiều nghề trên thế giới này sẽ biến mất và rất nhiều nghề trên thế giới này sẽ được ra đời. Chúng ta đã nghe rất là nhiều nói về robot thay thế con người, đúng không ạ? AI rồi các thể loại. Và các nhà kinh tế học và các nhà gọi là nhà tương lai học, người ta đưa ra một cái dự báo này chị, trong những ngành nghề gọi là 50 ngành nghề sắp xuất hiện trên thế giới này và tất cả những ngành nghề còn lại chị, nó chỉ tập trung vào 3 chữ C. Cái điều này thì các anh chị mong muốn các anh chị sell ha, chúng ta phải chú ý điều này đấy chị. Những chữ C trong tương lai á, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách chúng ta làm việc, cái cách chúng ta vận hành, cách chúng ta xây dựng kinh doanh và cách chúng ta kết nối con người ha. Cái chữ C đầu tiên đấy chị là cái gọi là coaching, đó là cái người mà thực sự là tất cả các ngành nghề trong tương lai là những ngành nghề mà sẽ giúp cho khách hàng, người ta gọi là giáo dục cho khách hàng đấy chị. Ví dụ mình có thể liên quan tới cái lĩnh vực về bất động sản đấy chị. Có phải bất động sản khi mà chúng ta giới thiệu một dự án, có phải là chúng ta để bán sản phẩm không chị? Không phải anh chị. Thực ra chia sẻ với anh chị điều này ha. Một người khách hàng họ đến với các anh chị bây giờ ấy nhỉ, thì trước khi họ gặp anh chị họ đã đầy đủ thông tin hết này, thậm chí họ nhiều thông tin hơn anh chị, và thậm chí luôn anh chị họ không biết là cái dự án này nó có khả thi đầu tư hay không nữa anh chị. Không phải là họ đến đấy họ nghe mình thuyết trình và họ nghe mình để nhận những thông tin của mình nó nhỉ. Tại thời bây giờ internet nó là phổ biến đúng không ạ? Người ta chỉ cần Google một phát thông tin nó có đầy nhỉ, tiêu cực cũng có, tiêu cực và tích cực cũng có. Thông tin nhà đầu tư, chủ đầu tư nào, dự án như thế nào họ đã có hết rồi anh chị. Và họ có thể muốn gặp anh chị chỉ đơn giản một điều là họ xem thử cái người sale đó có đáng tin để mà người ta quyết định người ta mua hay không, chứ không phải là người ta đến đấy để người ta nghe thông tin nữa anh chị. Nên chính vì thế là cái từ coaching ở trong cái từ sale đầu tiên trong những ngành nghề của thế kỷ 21 sắp tới chị, là chúng ta phải thực sự là người am hiểu, người hiểu biết và chúng ta truyền tải được những cái điều đó cho khách hàng, đúng không ạ? Cái thứ C thứ hai chị, và hiện đọc trong cái báo cáo đấy người ta nói là connecting, tức là kết nối nhé. Thực ra là trong nghề kinh doanh, trong nghề sale, kết nối là mấu chốt tất cả nhé. Chúng ta khách hàng luôn luôn là cái sự kết nối đúng không ạ? Khách hàng thường hiểu hay nghe mọi người nói chốt sale, người ta những cái khóa học gọi là sát thủ bán hàng ấy chị, mình sợ những cái từ đấy. Thực ra bản thân nhiều là người làm kinh doanh từ trước giờ chị và thì rất sợ ai xem mình là một con mồi ấy chị. Không biết là anh chị có bao giờ cảm thấy là chúng ta nhìn một khách hàng chúng ta xem thì là con mồi đúng không nhỉ? Và chúng ta là người thợ săn ấy nhỉ? Đúng không ạ? Và khi mà một cái tâm thế mà chúng ta đi săn ấy nhỉ, thì người ta sẽ chạy rất là xa, đúng không ạ? Nhưng mà cái sự kết nối là dựa trên cái sự chân thành và cái sự thấu hiểu khách hàng, chứ không phải là săn đấy nhỉ. Và thời điểm trong thời kỳ hiện tại, trong thời kỳ 4.0 ấy nhỉ, người ta nói là bây giờ chúng ta xây dựng những mối quan hệ gắn kết thực sự chân thành thì chúng ta mới có thể tạo ra được những khách hàng trung thành. Trong nghề sale, bản thân hiểu nhận ra một cái điều ở trong lĩnh vực bất động sản đấy chị, sale bất động sản chúng ta không cần quá nhiều khách hàng đấy chị, chúng ta chỉ cần những khách hàng trung thành là những nhà đầu tư lớn, có phải không ạ? Nếu như một anh chị sale đây mà chúng ta có khoảng tầm 10 nhà đầu tư thì các anh chị sống khỏe đấy chị, được đảm bảo anh chị là sống cực khỏe đấy chị, rất khỏe. Nhưng mà hầu hết hiểu khi mà nhập tiếp xúc các bạn sale bất động sản đấy chị, họ gọi mình, họ chào mình, dự án này mình không mua, sau 3 tháng, 6 tháng sau cũng chẳng thấy họ đâu anh chị. Vài năm sau họ lại gọi lại, họ lại chào dự án mới, mà họ chưa bao giờ họ hỏi mình cái nhu cầu của mình là gì, cuộc sống của mình như nào. Cho nên hỏi cái câu này thực sự với những anh chị sale bất động sản ha, khi chúng ta bán cho những khách hàng những cái căn nhà, những cái căn hộ anh chị, có bao nhiêu anh chị chúng ta đã từng đến thăm khách hàng chưa? Đến thăm cái nhà mà chúng ta đã bán cho khách hàng đấy anh chị? Có. Ông chứ hiểu mọi người nói chuyện với một bạn sale bất động sản của Hiệp. Và Hiệp hỏi bạn đấy câu đấy, em bán cho khách hàng em những cái nhà đó, có bao giờ em gọi thử cho khách hàng em nào, khách hàng đến và họ chuyển đến cái nhà họ ở, họ mua họ ở ấy nhỉ, cái cuộc sống của họ thay đổi như thế nào chưa? Bạn đấy nói chưa, thậm chí là bây giờ em cũng không dám gọi tới nữa. Tại vì gọi tới các vị sợ bị chửi cái gì nữa mà bạn đang không dám gọi nữa nhỉ. Nhưng mà điều đấy là cái điều lý do là cái gì ạ? Tại vì chúng ta đã săn khách hàng của chúng ta bây giờ. Chúng ta săn được con mồi xong rồi. Và con mồi đã lọt bẫy rồi. Xong rồi bây giờ chúng ta gọi là chúng ta rất sợ. Đúng không ạ? Nhưng mà giá như bạn ấy có thể hiểu nghĩa này gì? Với cái tâm lý của người đi đầu tư bất động sản thì thị trường nó quyết định, chứ không phải là sale là người quyết định ấy nhỉ. Sale có tài năng cỡ nào thì đôi khi thị trường nó biến đổi gọi là đảo chiều một cái.
thì chưa chắc là sale nó có thể biến cho cái thị trường đấy thay đổi. Và mình đôi khi mình chấp nhận những cái chuyện đấy, mình là nhà đầu tư nên mình chấp nhận những chuyện đấy, và mình không bao giờ mình đổ lỗi là do sale đó chị. Tại vì mình nghĩ là thị trường nó đã quyết định, và sale có tài năng cỡ nào thì sale cũng không thể lật ngược tình thế của thị trường. Nhưng mà có những bạn sale thì khi mà mình thấy những tình trạng như vậy ấy chị, thì các bạn lờ tin mình luôn, lờ tiền mình luôn. Và mình thấy rất là đáng tiếc là có những cái mối quan hệ nó bị đánh mất chỉ vì như vậy. Và giá như bạn ấy có thể đồng hành, có thể đi với mình một cái chặng đường, thì mình rất là những cái mối quan hệ đấy nó sẽ đi được dài hơn rất là nhiều. Và có thể họ, mình có thể trở thành cái khách hàng của họ và trở thành bạn. Và người ta nói là có ba chữ B ở trong kinh doanh ấy nhỉ, gọi là bạn, bàn, bán ấy nhỉ. Tức là phải trở thành bạn thực sự ấy, thì chúng ta mới đi được đường dài. Mà cách thì biết là khi mà chúng ta xây dựng những khách hàng trung thành ấy nhỉ, là những người mà họ thực sự là bạn của mình ấy nhỉ. Và mình ví dụ như mình có cái nhóm sale bất động sản của mình ấy nhỉ, mình giới thiệu cho họ hàng loạt, gọi là hàng chục khách hàng, và toàn những nhà đầu tư lớn. Toàn những nhà đầu tư lớn, tại vì mình mua họ, mình tin tưởng họ, và mình giới thiệu cho họ rất nhiều nhà đầu tư lớn với họ. Các dự án họ chỉ cần mở ra, chỉ cần có khoảng tầm là một nhóm của mình đã lấy hết được nửa cái lô hàng đấy. Tại vì đơn giản là cái nhóm sale đấy họ luôn luôn đối xử chân thành với những khách hàng của họ. Nên thực ra thì cái này là lời khuyên đặc biệt ở trong này. Mình biết là có nhiều bạn, chúng ta đã quyết định là chúng ta bước vào cái nghề bất động sản đúng không ạ? Nghề bất động sản là cái nghề mà thực sự ấy nhỉ, không dễ. Chúng ta cứ nghe nói là sale bất động sản thì kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà kiếm được nhiều tiền thì tất nhiên nó phải cần kiên trì và phải vượt qua được những cái giai đoạn đúng không ạ? Và cái chữ C thứ ba ấy nhỉ, là hồi nãy mình có chia sẻ ha, đấy là caring, quan tâm ấy nhỉ. Thực sự hãy quan tâm khách hàng như là cái người mà thực sự người bạn ấy nhỉ, thì chúng ta mới đi được cái đường dài ha. Và cái nguyên tắc ba chữ C này thực ra với mạng xã hội cũng thế thôi. Cái điều mà với bản thân mình nghĩ này nhỉ, mạng xã hội nó tạo ra không phải là nơi để chúng ta bán hàng ấy nhỉ. Đây cho mình hỏi là chúng ta kết bạn với một người bạn ở trên Facebook ấy nhỉ, vì họ bán hàng hay vì họ là bạn của mình ấy nhỉ? Là bạn đúng không ạ? Là vì họ là bạn, vì chúng ta nhìn thấy có cái giá trị gì đó từ họ mà mình học được, hay là mình thích thú từ họ đúng không ạ? Nhưng mà hầu hết bắt đầu mình thấy những bạn làm sale ấy nhỉ, thông thường là bắt đầu kết bạn xong trước một hồi họ biến cái Facebook của họ trở thành một cái siêu thị như thế, họ biến một cái Facebook của họ trở thành cái siêu thị bất động sản như thế, ngày nào cũng đăng dự án trên đó, đăng nhất là bây giờ mình ăn flow hết, tại vì mình không có nhu cầu quá nhiều để ngồi đọc những thông tin đấy. Chúng ta vào Facebook của một ai đó để chúng ta đọc nội dung, chúng ta quan tâm tới cái cuộc sống của họ, quan tâm tới con người của họ, quan tâm họ nghĩ gì, họ làm gì mỗi ngày ấy, chứ không phải chúng ta quan tâm là họ bán cái gì. Cho nên hỏi đây có ai thích bị bán hàng không ạ? Các nhìn vào một cái cửa hàng hay một cái trung tâm thương mại mà có một nhân viên cứ chạy cài đằng sau thì có thoải mái không vậy? Chúng ta cầm một cái sản phẩm lên, chúng ta coi cái con nhân viên đứng cách đó khoảng tầm 4 bước chân, nó luôn giá, các chị sẽ bỏ cái đồ đấy đi luôn đúng không ạ? Nhưng mà nếu có một cái nhân viên họ đến đó, họ nói với mình một cái benefit, những cái gọi là cái tính năng của sản phẩm, họ sẽ tư vấn cho mình thêm, thì chúng ta cảm thấy thoải mái hơn đúng không ạ? Thoải mái hơn rất là nhiều đúng không? Nên chính vì thế với mạng xã hội cũng vậy ấy nhỉ. Nếu mà chúng ta không xác định được cái chuyện mà rằng là chúng ta sử dụng mạng xã hội để làm gì ấy nhỉ, thì chúng ta thường sẽ đi vô một cái vấn đề là cái gì sẽ trở thành cái quảng cáo. Hôm nay thì sẽ không chia sẻ với anh chị về quảng cáo nhỉ ha. Mình không phải là chuyên gia về quảng cáo nhỉ, mình là chuyên gia về marketing, nhưng mà mình thiên về gọi là quan hệ công chúng ấy nhỉ. Tại vì mình có rất nhiều năm mình làm trong lĩnh vực quan hệ công chúng và xây dựng mối quan hệ. Trên lĩnh vực trước đây mà Hiệp làm ấy, đấy là xây dựng cái độ tương, gọi là cái mối quan hệ giữa những doanh nghiệp với công chúng thông qua phương tiện báo chí ấy nhỉ. Và mình chơi với báo chí, mình làm việc với báo chí rất là nhiều để mình truyền tải ra được những cái thông tin và những cái thông điệp, những cái thương hiệu để làm sao tăng cái độ nhận biết, tăng cái độ tin yêu của công chúng và cái thương hiệu đó, và thông qua các kênh truyền thông. Nên chính vì thế mình hiểu được một cái điều rằng là chỉ có duy nhất là phải có những thông tin thực sự gọi là đúng. Tại vì quảng cáo thì các chị sẽ thường nói gì ấy, chị bỏ tiền đúng không ạ? Thông thường mà mình nhìn thấy bây giờ các bạn sale làm sale bất động sản thì thường mọi người đổ tiền vào quảng cáo Google và Facebook rất là nhiều. Và theo mình cũng biết đó chị, cái giá viết quảng cáo của Facebook và Google bây giờ càng lúc càng cao đối với những từ khóa liên quan tới bất động sản. Các chị mình có thể ví dụ đấy chị nhá, một cái bài ở trên báo Thanh Niên hình như 60 triệu nửa trang.
thì thường hồ sơ thử nghiệm đo lường ra ấy nhỉ, là một cái bài để PR, tức là bài quảng cáo ở trên đó, thì ra là khoảng tầm được 20 cuộc gọi về ấy nhỉ, 20 cuộc gọi về. Mà thông thường thì các anh chị biết là cái tỷ lệ trong ngành bất động sản thì thường á là bao nhiêu cuộc gọi về thì may ra để có được ra được một đơn ấy nhỉ, ra được một deal à, chắc phải vài trăm nhỉ, đúng không? Mà một cái bài 60 triệu ra còn được 20 call thì mình mọi người thì nhân lên nhé chị, cứ tỷ lệ ra mà nhân lên nhé, thì nó sẽ ra được khoảng tầm phải họ phải tốn rất nhiều cái chi phí để đổ ra nhé. Nhưng mà có một cái công cụ hoàn toàn miễn phí nhé, ví dụ như Hiệp nói chị ha, cái Facebook cá nhân của chúng ta thì có được giới hạn là bao nhiêu ngàn người nhỉ, 5.000, mà lượng follow thì bao nhiêu ạ, không giới hạn ấy nhỉ. Nếu mà bây giờ dưới góc độ là một người sale bất động sản thì chúng ta đi mua data đi nhỉ, thế thì khoảng một cái data mà khoảng tầm 1.000 số hay 1.000 tên ấy nhỉ, tưởng bao nhiêu tiền ạ, bao nhiêu ạ, nếu mà khoảng 10.000 thì sao ạ, 10.000 khoảng 2 triệu đúng không ạ, cũng được, nói chung là cũng không đắt quá đúng không ạ, không đắt quá đúng không ạ, nhưng mà anh cứ gọi được 10.000 đấy đúng không ạ, chắc gọi tiếng già, chắc gọi như thế đấy chị, đúng không ạ. Nhưng mà nếu mà với cái Facebook cá nhân của chúng ta, nếu mà chúng ta có 5.000 fan và chúng ta có không giới hạn số lượng follower và mỗi một thông tin ấy thì đăng lên nó thêm tiếp cận được tới 98% cái lượng fan list của mình và cái lượng follower ấy nhỉ, thì anh chị hình dung là bao nhiêu không ạ. Nó cũng nhiều khi mà anh chị quảng cáo Facebook ấy nhỉ, thì thường mọi người sẽ có cái công cụ đo lường, đó là biết ra được bao nhiêu lượng view và bao nhiêu lead đúng không ạ, bao nhiêu cái lượng mà viewer. Thì nhưng mà thực ra tụi Hiệp thì không có đi nhiều về những cái kỹ thuật về quảng cáo, tại vì thời bây giờ nếu mà cứ đổ tiền vào quảng cáo mà không có xây dựng cái thương hiệu của mình ấy nhỉ, thì các anh chị sẽ chỉ còn là nộp tiền cho Facebook mãi mãi. Và thực ra Hiệp cũng biết là trong cái lĩnh vực sale bất động sản thì các anh chị thường là không ăn bổng là dựa trên phí đúng không, và cái tiền phí đó thì các anh chị phải cắt ra để làm marketing riêng cho mình nữa. Các anh chị phải đăng quảng cáo trên những cái trang về cho vặt bất động sản, đổ tiền vô Google, đổ tiền vào Facebook, làm rất nhiều thứ và đôi khi nó sẽ chiếm rất là nhiều tiền của các anh chị rồi. Nên chính vì thế cái hoa hồng mà anh chị được trả về ấy, thì thường cắt mất một phần quảng cáo mà đôi khi nó không ra được một cái deal nào trong tháng, thì đôi khi trong tháng này chúng ta ôm tiền nó vậy. Mình biết có nhiều bạn sale bất động sản bị ôm tiền mỗi tháng thì vì họ đổ tiền vô quảng cáo quá nhiều mà họ không chốt được, tức là không tạo ra được những cái người khách hàng mà thực sự hiểu họ gì. Nên cái mà mình hôm nay mình mong muốn chia sẻ với anh chị một vài cái điều mà các anh chị lưu ý khi mà chúng ta làm trong vấn đề về mạng xã hội anh chị ha. Online đúng không ạ? Và từ online đấy thì chúng ta mới có thể chia sẻ với họ về những cái sản phẩm mà chúng ta đang bán, thậm chí như là trong mô hình AI chúng ta còn tuyển dụng nữa chứ đâu phải chúng ta chỉ bán hàng không đúng không ạ. Cái điều này rất là hay anh chị, có ai bao giờ các chị cầm điện thoại lên ấy nhỉ, các chị nhìn cái Facebook của mình hay tài khoản Zalo của mình và các chị có thử hỏi cho mình một câu là các chị định giá cái Facebook của mình bao nhiêu tiền chưa? Cái này mình muốn hỏi dưới góc độ là các anh em mình đã làm sale bất động sản đấy nhỉ, có ai đã từng nghĩ định giá cái Facebook của mình bao nhiêu tiền chưa? Nếu như mà một cái từ cái việc mà các chị sử dụng mạng xã hội mà có thể tạo ra được một tháng mà tầm mà chốt được một deal cũng được, một deal nếu mà phí môi giới nó khoảng tầm là từ 50 cho tới tầm 100 triệu đúng không ạ, một tháng thôi, có cao quá không chị hay là hơi thấp ạ? À? Quá cao đúng không ạ, thôi thì tạm thế đi anh nhỉ, tại vì mình nghĩ là bán căn hộ như là Vinhome thì bây giờ cũng phải được khoảng tầm 80 đến 100 chứ ạ, à? Được không? Không được á? Ôi, mình biết rồi đó. Mình biết được nhiều hơn. Ok, mình cứ xác định là khoảng tầm trên dưới 50 triệu đi, gọi là phí môi giới được trả về. Mình không biết là các anh chị sẽ cắt bao nhiêu tiền cho những cái hoạt động marketing, hoạt động quảng bá thế chị ha, 50 triệu. Vậy thì cho Hiệp hỏi là nếu như để có được một cái thu nhập hoặc cái dòng tiền 50 triệu mỗi tháng nhỉ, thì dưới góc độ mà bất động sản thì chúng ta phải có một cái giá trị bất động sản bao nhiêu cho thuê anh chị? Nếu như là căn hộ thì là khoảng bao nhiêu ạ? Ví dụ như căn hộ bên Vinhome thì bao nhiêu giá cho thuê căn 2 phòng ạ? Khoảng 1.2 không ạ? 1.2. Nếu như mình có thể là tạo ra cái thu nhập khoảng 50 triệu thì có nghĩa là khách hàng phải có khoảng 2 căn ở bên Vinhome Landmark cho thuê thì khoảng được 2.4 đến 2.5 đúng không ạ? Nếu mà dưới như gọi là góc độ nhà đất hay biệt thự
thì các anh chị phải có một cái biến thưởng trên dưới khoảng tầm 18 tới 21 tỷ. Phải không ạ? Vậy thì nếu mỗi tháng từ tài khoản Facebook mà có thể giúp cho anh chị ra được một cái thu nhập, ra được một cái deal mà có cái khoản thu nhập khoảng tầm 50 cho tới khoảng 70 triệu, thì nó nghĩa là cái tài khoản của anh chị nó đáng giá bao nhiêu ạ? Thực ra đấy là con số thấp đó nhỉ. Tại vì mình biết có rất nhiều người bạn mình họ làm thông qua mạng xã hội, họ tạo ra những cái thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng ấy nhỉ. Có nghĩa là họ đã có một cái tài sản trên dưới vài triệu đô. Và nếu mà dưới góc độ là chúng ta là những người làm bất động sản, chúng ta cần biết định giá chị. Tại vì nguyên tắc của một người làm bất động sản là chúng ta phải biết định giá được cái tài sản đấy bao nhiêu ấy chị. Đúng không ạ? Nhưng mà ở đây nếu như mà các chị không có khoảng tầm vài căn hộ Vinhome hay một cái biệt thự cho thuê mà có thể có thu nhập khoảng 2.000 đến 2.500 một tháng, mà các chị đang có một cái tài khoản ở trên cái smartphone của mình ấy chị, và các chị có thể tạo ra được một cái thu nhập tầm cỡ tiền đấy nhỉ, thì mình nghĩ em cũng ống đúng không ạ? Mọi người thấy ống chưa ạ? Cũng ống cái gì 50 triệu mình thấy cũng nhiều, sale bất động sản cũng rất bất sang ba cho đâu đùa, đúng không ạ? Và đây là một vài cái con số mà về thực trạng cái con số về thị trường về internet ở Việt trên thế giới thì ha. Thế giới của chúng ta bây giờ các anh chị biết có bao nhiêu người không ạ? 7 tỷ thì có khoảng hơn 3 tỷ người online trên mạng xã hội, hơn khoảng gần hơn nửa dân số. Và các anh chị có biết là có một trong nguyên tắc của kinh doanh gọi là gì đúng không chị? Nơi nào đông dân nơi đấy đông tiền đúng không ạ? Và mạng xã hội thì các anh chị có thể kết nối không giới hạn. Các anh chị có thể ở Sài Gòn mà các anh chị có thể kết nối ở Hà Nội, có thể kết nối bất kỳ ở đâu anh chị. Thậm chí các anh chị có thể bán qua nhà qua Mỹ. Mình biết là có ở Iran cho bán đấy kiểu đấy không, nhưng mà những cái lĩnh vực mình làm trước đây thì làm được anh chị. Đúng không ạ? Và đây là một con số nữa anh chị. Cái số lượng người sử dụng các kênh gọi là các mạng xã hội phổ biến trên thế giới thì tất nhiên chúng ta đã biết ha, Facebook vẫn là cái câu gọi là cái mạng xã hội đứng đầu trên thế giới hiện nay. Một người đồng nghiệp của mình thì hôm nay và ngày mai thì chúng ta chuẩn bị ra mắt một cái mạng xã hội gọi là mạng xã hội Việt Nam Lotus. Mình thấy các bạn nhiều bạn ca sĩ diễn viên showbiz này nọ thì đang quảng bá cái mạng đấy rất là nhiều. Nhưng mà mình thì mình vẫn thích Facebook ấy nhỉ, tại vì đơn giản một điều ấy nhỉ, cái nơi nào người ta dùng nhiều thì mình cứ sử dụng những cái platform đấy hoàn toàn miễn phí. Có anh chị nào chúng ta phải trả tiền cho Facebook không ạ? Có ai dùng Facebook mà chúng ta phải trả tiền không anh chị? Chúng ta không nói quảng cáo nha. Các anh chị đăng một cái bài lên, các anh chị đăng một cái hình lên, đăng một cái clip lên, các anh chị phải trả tiền không ạ? Không ạ. Mạng Facebook nó là một cái platform, mình gọi là cái nền tảng hoàn toàn miễn phí các anh chị. Và các anh chị không cần phải trả ra một xu nào để trả cho Mark các anh chị. Giống như ngày xưa Tuổi Hiệp làm các anh chị. Tuổi Hiệp đăng, ví dụ hồi xưa Tuổi Hiệp làm cho anh Tuấn, Hiệp làm truyền thông cho những cái chủ đầu tư của công ty anh Tuấn các anh chị. Một cái bài đăng lên trên báo Cà Phê F gì đấy khoảng tầm 6 triệu một cái bài online. Đúng không ạ? Mà họ không đo lường nha lời cho lượng là cái lượng click là bao nhiêu luôn đó nhỉ. Tại vì họ không đo, 6 triệu họ không muốn đo luôn đó nhỉ. Trừ khi là mình chạy banner thì may ra họ có báo cáo ha. Nhưng mà các anh chị thấy Facebook đó nhỉ, nó đo được luôn cho anh chị. Các anh chị thử đăng một cái clip lên mà các anh chị sẽ đo được luôn là cái lượng view bao nhiêu, cái người xem cái clip đó đúng không ạ? Và cái Facebook nó là cái nơi mà bây giờ tất cả mọi người trên thế giới này người ta đổ vào đấy nhiều nhất đó chị. Và tốt nhất cứ chọn đúng một kênh mà làm, không cần phải lan man quá nhiều kênh đấy chị ha. Đây là con số ở Việt Nam đấy chị. Việt Nam mình thì có 96, bây giờ gọi là hơn 96 triệu dân rồi. Đúng không ạ? Và trong số đó là đây là một vài cái con số mà người ta thống kê đấy chị. Số lượng người sử dụng mạng xã hội hơn 62 triệu người dân đấy chị. Hơn 62 triệu dân ha. Nhưng mà Hiệp chia sẻ với chị một cái điều này đấy chị. Mạng Facebook thì bây giờ trong giới gọi là giới công nghệ và marketing trên thế giới, người ta nói là mạng Facebook là mạng xã hội của những người già đấy chị, những người trên 35 đấy chị. Và đấy gọi là đối tượng mà chúng ta bán bất động sản đó chị. Tại vì dưới 35 tuổi là mình có tiền nhiều mà mua đấy chị. Thường những người trên 35 thì người ta bắt đầu có tiền để bắt đầu mua bất động sản đúng không ạ? Nên tốt nhất có những cái mạng xã hội nào để nó ra đời thì cứ có thể các chị quan tâm đấy chị, nhưng hãy tập trung vào những cái mạng mà dành cho những người đứng tuổi thì như chúng ta thôi ạ, đúng không ạ? Rồi thì Hiệp đã xác định cho anh chị là về cái tư duy và mình gọi là mình xác định rõ được là chúng ta sử dụng mạng xã hội để làm gì ha. Và như cái phần đầu Hiệp chia sẻ với anh chị rằng là hôm nay thì Hiệp không chia sẻ với anh chị rằng là cái thủ thuật để làm gì với Facebook ấy nhỉ.
Tại vì thủ thuật, đặc biệt là thường chúng ta chạy online, chúng ta quảng cáo, chúng ta làm này nọ, thì thường chúng ta hay có những cái tiểu thuật hay là những thủ thuật hay là những kỹ xảo gì đó để lách những cái thuật toán, đúng không ạ? Để chúng ta có thể tăng lượng view và tiết giảm chi phí. Nhưng với mạng xã hội, với Facebook, thì những thứ mà Hiệp chia sẻ này, anh chị chỉ cần anh chị cứ làm anh chị thôi, anh chị. Chúng ta không cần phải học giỏi, hay là chúng ta không cần phải có quá nhiều những cái tiểu thuật nào đấy. Các chị cũng không cần phải đi học những cái khóa về online marketing quá nhiều, mà các chị có thể là có những cái nền tảng miễn phí này mà chúng ta biết tận dụng ở trên đấy thôi, anh chị, là chúng ta có thể làm được ha. Và tất nhiên nếu mà làm được thì đầu tiên là vấn đề từ cái tư duy, anh chị. Các chị biết là để yếu tố một thành công bất kỳ một thứ gì đó, yếu tố tư duy nó chiếm bao nhiêu phần trăm ạ? 80%, anh chị. 80% yếu tố quyết định sự thành công, anh chị, nó đến từ tư duy. Kỹ năng chỉ 10% và kiến thức chỉ 10% mà thôi, anh chị. Nó cũng giống như cái việc mà các chị đi gặp một người khách hàng, anh chị. Các chị biết là yếu tố bao nhiêu phần trăm là quyết định là khách hàng đấy người ta mua hàng với anh chị, đúng không ạ? Yếu tố cảm xúc, anh chị, chứ không phải yếu tố về thông tin ha. Kể cả cái chuyện anh chị ra đấy nói chuyện rất là hay, nhưng mà các chị không thấu hiểu khách hàng, các chị không có cảm xúc thì không bao giờ có thể chốt deal được, anh chị. Rất khó chốt deal. Tại vì người mua hàng, anh chị, kể cả người ta đầu tư bất động sản, người ta đầu tư nhiều bằng cảm xúc nhiều hơn, anh chị, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta sử dụng Facebook, anh chị, thì Hiệp muốn vô cái phần chính ha. Là cái điều đầu tiên đấy là chúng ta hãy xây dựng cái Facebook của mình thực sự chuẩn, anh chị. Chuẩn mực. Chuẩn mực nó là sao, anh chị? Giống như Hiệp đã chia sẻ ha, là điều đầu tiên, anh chị, là chính chúng ta, là chính chúng ta, đúng không ạ? Hiệp vẫn rất là nhiều thấy bạn làm sale bất động sản, anh chị. Họ bán Vinhome thì họ bỏ cái logo Vin lên đấy. Họ bán biệt thự ở Phú Quốc thì họ là cái avatar là biệt thự Phú Quốc, anh chị. Hiệp không có nhu cầu đến kết bạn với biệt thự Phú Quốc, anh chị. Hiệp muốn kết bạn với anh Tuấn, Hiệp muốn kết bạn với các anh chị có tên tuổi đàng hoàng, anh chị. Thế Hiệp không muốn kết bạn với những người, thậm chí có nhiều người họ đặt hình là con chó, bông hoa, ngọn núi. Mà khổ lắm, cái avatar nó là cái gì, anh chị? Avatar là hình đại diện của chính mình, anh chị. Mà chúng ta đang muốn người ta nhận biết về mình, mà người ta cứ bỏ cái hình biệt thự, hình nhà phố, hình căn hộ, hình gì trên đấy, thì người ta làm sao người ta biết cái chị là ai, anh chị? Người ta còn không biết mặt đến chị thì làm sao? Đừng có bao giờ hỏi là người ta cần để trả lời hay cần mua hàng của anh chị, anh chị. Nên nhớ rằng là khách hàng mua hàng, họ chỉ thích mua hàng với chuyên gia, họ chỉ thích mua hàng với những người am hiểu, chứ không, họ không thích mua hàng với những người gọi là những người, mình hay dùng từ gọi là đặt trong mọi khác nhà anh chị ha, là những người đắt ơ, anh chị. Đắt ơ là sao, anh chị? Là không rõ danh tính, anh chị. Không rõ danh tính thì không ai muốn mua hàng hết. Kể cả anh chị có bán, có cho họ miễn phí thì họ cũng không dám nhận, anh chị. Đúng không ạ? Rồi, cái thứ hai, anh chị, là cái phần về giới thiệu, cái bio, anh chị, cái giới thiệu về bản thân, anh chị ha. Anh chị hãy chọn một cái chỗ này nè. Có nhiều bạn, anh chị, khi mà chúng ta online, chúng ta chơi Facebook thì thường chúng ta như dùng cái phần tiểu sử của chúng ta hơi cả giỡn. Học viện hàng không thì ăn hàng ở không gì đấy, tốt nghiệp trường đời. Và nghe những cái đó, tức là người ta vô cái Facebook của anh chị xong, người ta nhìn 3 giây xong người ta lướt luôn, anh chị, người ta không nhỉ. Mình biết là thời bây giờ thì các bạn trẻ nhảy việc rất là nhiều. Trong một năm thì có thể các bạn sẽ nhảy khoảng tầm chục công ty nữa. Và các bạn liệt kê khoảng chục công ty ở trên này, anh chị. Thì dưới góc độ là một cái người, bản thân mình muốn hỏi anh chị này nè. Nếu như các chị muốn kết bạn với một người bạn mà các chị nhìn vô cái tiểu sử của họ, nhìn thấy họ đổi người yêu như là đổi áo, đổi công ty giống như là đổi gì ấy nhỉ, các chị tin tưởng không ạ? Ta họ không, mình không cảm giác họ là người của trung thành. Và khách hàng cũng thế mà thôi ấy nhỉ. Khách hàng họ thích sự trung thành, chứ họ không thích là người thay đổi quá nhiều, đúng không ạ? Nên các chị hãy liệt kê ra khoảng 3 cái nơi, mà 1 đến 3 nơi tốt nhất, lớn nhất, uy tín nhất từ trước giờ các chị làm. Thì điều này nó đồng nghĩa một cái điều gì nữa, anh chị? Các chị sẽ có được rất nhiều người khách hàng tiềm năng từ cái mối liên hệ đấy, chị. Ví dụ như mình học trường Đại học Quốc gia, và mình chỉ cần biết ở đây đấy là mình tốt nghiệp Đại học Quốc gia, thì mình chỉ cần click vô Đại học Quốc gia, nó có hàng chục ngàn sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Quốc gia ở trên đấy, anh chị. Và các chị cứ vào đấy, các chị cứ kết bạn, đúng không ạ? Nó có dễ không ạ? Các chị cứ tha hồ data. Và tất nhiên những người tốt nghiệp Đại học Quốc gia thì tất nhiên họ cũng là những người gọi là cũng có high profile, chứ không phải là người vừa vừa, đúng không ạ?
Và như thế chúng ta có thể kết nối được những người họ tầm gọi là ngang tầm với mình ấy nhỉ. Hay hiệp làm về lĩnh vực, hiệp làm cho một công ty ở nước ngoài trước đây và mình đề trên đó, thì mình vào đó thì mình có thể kết nối được toàn bộ cái network của cái công ty của mình ở trên toàn cầu ấy nhỉ. Và có những người mà trước giờ mình chưa từng làm việc với họ, như họ kiểu thành người bạn của mình, họ sống ở Mỹ, họ sống ở Canada rất là nhiều, đúng không? Hay là thậm chí chúng ta đã học ở những trường phổ thông nào đấy thì chúng ta cũng có thể kết nối nhỉ. Đôi khi cái thằng bạn phổ thông trước đây của mình biết đâu giờ nó thằng chủ tịch tỉnh thì sao ấy chị, đúng không ạ? Và những người như thế chúng ta vẫn có thể kết nối, tại vì về cơ bản là sao ấy chị, nếu chúng ta tìm được một cái điểm chung nào đó giữa một mình với một cái người người lạ trên mạng ấy chị, thì nó có một cái điểm tương đồng và rất là dễ để nói chuyện, đúng không ạ? Hiệp có thể kết bạn với cái cậu này và cậu này cũng học ở cái trường phổ thông với Hiệp. Hiệp vô đấy Hiệp nhắn, ô em cũng học trường Lê Viết Thuận à? Và cậu bảo là dạ em học khóa ABC gì đó, và vì bảo ngày xưa anh cũng học trường đó. Thế tự động ngẫu nhiên Hiệp đã có một người bạn anh chị, đúng không ạ? Mình đã có một người bạn